với những gương mặt tiêu biểu, những thí sinh tiêu biểu đến từ Hội Nông dân xã Đoan Bái với phần so tài nhà nông qua tiểu phẩm Quyết chí làm giàu, tác giả tự nhiên, biểu diễn các thành viên đến từ đội thi Hội Nông dân xã Đoan Bái. Sau đơn vị Đoan Bái, đơn vị Quang Minh làm tác chuẩn bị. Và sau đây, tiểu phẩm Quyết chí làm giàu của Hội Nông dân xã Đoan Bái xin được bắt đầu. Em sẽ gọi lại cho anh sau nhé. Dạ dạ vâng, em chào anh. Tính chi phí tất cả các loại phân bón, con giống, cây trồng thì mình vẫn còn lãi có được. Vậy tại sao mình vẫn còn ngập ngừng ấp úng nhỉ? Phải chờ khi nghe cái dự án này mới được. Bón phóng đâu rồi? Mà
giầu cây đậm thương, không bán được, phơi khô để lấy được, chứ trồng cây dưa từ mùa ông ấy, cùng tì mà ép giá không mua, chết đống đấy thì ông có ăn chứ bữa được không? Ê, thì bà có biết là hội nông dân họ sẽ lo về phần kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã họ sẽ lo về phần ký kết với các công ty xuất khẩu bên nông sản, mà bên nào làm sai thì bên đấy sẽ phải chịu trách nhiệm cước trước pháp luật. Như vậy bà đã tin tôi chưa? Ông tin ý, thì ông đi mà tin. Ấy, chứ còn tôi á, tôi không có tin. Thế tôi hỏi ông, thế ông có đi trồng cái đậu tương với tôi không? Tôi còn lâu tôi mới đi, bà thích ấy, bà đi một mình ấy. Cảm ơn Đảng, Nhà nước. Bên này vợ chồng tôi sẽ quyết chí làm nào.